Kính mời quý vị theo dõi bản tin thời tiết tối thứ hai ngày 12 tháng 8 của Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Ngãi. Thưa quý vị, Quảng Ngãi đang trải qua những ngày nắng nóng gay gắt kéo dài liên tục nhiều ngày qua. Hôm nay, nhiệt độ đã được lúc 13 giờ tại Ba Tơ là 36,9 độ C. Tại thành phố Quảng Ngãi là 38 độ C, độ ẩm thấp nhất từ 40 đến 50%. Còn thời tiết ngày mai, ngày 13 tháng 8. Theo Đài Khí tượng Thủy văn Quảng Ngãi, ngày mai, nắng nóng và nắng nóng gay gắt vẫn sẽ tiếp diễn diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 38 độ C, có nơi cao hơn, độ ẩm thấp nhất từ 40 đến 50%. Nhưng sang đến ngày mốt, nắng nóng sẽ có xu hướng giảm nhẹ với nhiệt độ cao nhất sẽ trong khoảng từ 35 đến 37 độ C. Sau đây là dự báo thời tiết cụ thể một số nơi trong tỉnh vào ngày mai. Thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, mây thay đổi, ngày nắng nóng gay gắt, chiều có lúc mưa rào và dông, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ C. Trung tâm thành phố Quảng Ngãi, mây thay đổi, ngày nắng nóng gay gắt, chiều có lúc mưa rào và dông, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ C. Thị xã Đức Phổ, mây thay đổi, ngày nắng nóng gay gắt, chiều có lúc mưa rào và dông, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ C. Thị trấn Ba Tơ, mây thay đổi, ngày nắng nóng gay gắt, chiều có mưa rào và dông, đề phòng có lốc sét và gió giật mạnh trong dông, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ C. Lý Sơn, mây thay đổi, ngày nắng, nhiệt độ từ 29 đến 33 độ C. Thưa quý vị, trong khi khu vực từ Hà Tĩnh đến Ninh Thuận đang trải qua nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, thì Bắc Bộ xuất hiện mưa lớn về đêm, tập trung chủ yếu ở khu vực vùng núi, nhiều nơi nguy cơ sạt lở cao. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, đến rạng sáng nay, ngày 12 tháng 8, một số khu vực Bắc Bộ đang có lượng mưa ghi nhận lớn như Thành Long thuộc tỉnh Tuyên Quang đạt 132mm, Tủa Thàng thuộc tỉnh Điện Biên đạt 101mm, Phiên Cầm thuộc tỉnh Sơn La đạt 192mm. Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực đã gần bão hòa trên 85% hoặc đạt trạng thái bão hòa. Dự báo từ nay đến ngày 14 tháng 8, khu vực Bắc Bộ sẽ có mưa vừa, mưa to và dông. Lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100mm, có nơi trên 200mm. Mưa lớn có khả năng kéo dài. Trong đợt mưa này, lượng mưa lớn thường tập trung vào chiều tối và đêm, trên phạm vi hẹp với cường suất lớn nên khả năng rất cao gây lũ quét, sạt lở đất, ngập úng tại các khu vực trũng thấp, đặc biệt trên khu vực các tỉnh miền núi. Trước tình hình mưa lớn đang diễn ra ở Bắc Bộ, Thủ tướng cũng vừa ban hành công điện yêu cầu các tỉnh thành miền Bắc khẩn trương rà soát, di dời dân khỏi vùng nguy hiểm, triển khai các biện pháp ứng phó, đảm bảo an toàn cho tính mạng và tài sản của người dân. Bản tin thời tiết của Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Ngãi kết thúc. Kính chào tạm biệt quý vị.